Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi quay trở lại với việc tôi sẽ đánh giá một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu nổi tiếng nhất nước Ý. Đó là thương hiệu đồng hồ Panerai. Và chiếc đồng hồ này xin được mí tới anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ với một lớp vỏ rất là đặc biệt. Và lớp vỏ này chúng ta sẽ thấy được rất nhiều điểm tương đồng với những chiếc Richemille mà có cái mức giá hiện tại ở trên thị trường đang là từ vài trăm ngàn đô đến cả triệu đô. Thì đầu tiên thì trước khi đánh giá về chiếc Panerai này thì chúng ta hãy cùng nhìn qua một chút là Panerai khoảng 2020-2021 thì có những gì đặc biệt. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm về cái hộp. Cái hộp gỗ của Panerai thì được làm khá là đẹp mắt. Tôi đánh giá là khá là chỉnh chu ở trong cái phân khúc mà khoảng tầm 10.000 USD. Ít nhất là hơn, tôi đánh giá là về thẩm mỹ thì tôi thích hơn hộp Rolex. Đó, ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy là với một bộ phụ kiện là Panerai khá là chăm chút. Với họ đã tặng thêm chúng ta một cái bộ dây cao su. Đó là một cái điểm mà tôi thấy khá là thú vị. Mà với những cái thương hiệu đồng hồ sport hiện nay ấy, họ thường sử dụng, ví dụ như chúng ta có một chiếc Richemille hay là một số chiếc đồng hồ sport, thì chúng ta sẽ có thể là thay đổi những cái dây để cho chiếc đồng hồ mới mẻ hơn. Và với chiếc Panerai này thì chúng ta đã được hãng trang bị thêm những cái phụ kiện, những cái đồ chơi như vậy, thì tôi thấy rất là thú vị. Thẻ của Panerai hiện tại bây giờ thì cũng là một cái thẻ thế hệ thông minh, chúng ta có một cái mã QR code ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mã, chúng ta sẽ sử dụng điện thoại của chúng ta quét cái mã QR này thì chúng ta sẽ định danh được luôn chiếc đồng hồ mà chúng ta đang sở hữu. Thì với Panerai thì tôi đánh giá đây là một trong số những thương hiệu cập nhật thứ nhất là về định danh đồng hồ, cũng giống như Hublot là định danh đồng hồ rất là hiện đại này. Thứ hai là họ đã tăng cái thời gian bảo hành cho một chiếc đồng hồ lên tận 8 năm. Đó, một quãng thời gian mà tôi phải đánh giá là rất dài so với Rolex 5 năm hay là những thương hiệu Patek 2 năm, thì con số 8 năm khoảng hơn rất là nhiều lần. Quay trở lại với chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thì chiếc đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Panerai thuộc bộ sưu tập là Luminor Marina. Và chiếc đồng hồ này thì như tôi đã nói với anh em ngay từ ban đầu ấy, thì lớp vỏ nó là một lớp vỏ, tôi phải đánh giá đây là một trong số những công nghệ tiên tiến nhất và hiện đại nhất thuộc gọi là thế kỷ 21 hiện nay, đó chính là Carbotec. Thì đây là một cái loại vật liệu tổng hợp dựa trên sợi carbon, rất là nhiều điểm tương đồng với lớp vỏ của Richemille. Carbotec thì có độ cứng cao hơn hẳn so với những cái chất liệu truyền thống như là vàng hay là thép. Và Carbotec này thì có cái khả năng chống ăn mòn, không gây kích ứng da. Và điểm mà tôi thấy rất là nhiều người thích đeo cái vỏ carbon ấy, đó chính là nhẹ. Chúng ta sẽ không có cái cảm giác chúng ta đang đeo một chiếc đồng hồ ở trên cổ tay. Chúng ta hoạt động nó rất là nhẹ nhàng và không có một cái cảm giác vướng víu. Đó. Về thẩm mỹ thì cái tổng thể về thẩm mỹ thì chúng ta sẽ thấy được cái Carbotec này nó khá giống với ceramic. Tuy nhiên là khi chúng ta nhìn kỹ hơn một chút về lớp vỏ này thì chúng ta sẽ thấy được nó có những cái vân chìm. Ở trên vành bezel này thì chúng ta sẽ thấy được những vân chìm hình xoáy tròn ở thân của chiếc Panerai Luminor này ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là các cái vân chìm nhưng mà là ngang, đánh ngang đó. Còn về đáy của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy là không có vân luôn. Và cái đáy của chiếc đồng hồ này thì cũng được làm từ chất liệu là Carbotec. Dây của chiếc đồng hồ này được Panerai đặt cho một cái tên, đó chính là Sportech. Và họ cũng lại đưa ra những cái yếu tố mang tính chất độc quyền. Thì đây là một cái bản quyền thuộc Panerai. Đây là một cái loại vải, sợi vải tổng hợp có độ thông thoáng và lại có độ dẻo dai chắc chắn và có độ bền cao. Theo như hãng đưa ra là có độ bền cao. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 44mm. Vậy thì bây giờ chúng ta thử lên tay cổ tay tôi, ở cổ tay dạng tròn với chu vi là khoảng 17cm thì sẽ như thế nào nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Một màu đen và với những màu xanh điểm xuyết thì tôi thấy chiếc đồng hồ khá là nổi. Những người chơi palm sâu sắc đó thì 44 là một kích thước đẹp. Và có rất nhiều chiếc palm chúng ta sẽ đeo với đường kính là 47. Còn 42 thì phải nói là có thể có độ thương mại thì ok. Nhưng
với một chiếc Palm 42 thì nó sẽ không nói lên và không toát lên được cái tinh thần, cái chất của Panera đó. Vậy thì cỗ máy của chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt không? Cỗ máy của chiếc đồng hồ này là một cỗ máy in-house automatic được sản xuất in-house của Panerai mang mã hiệu là 9010. Về cỗ máy này thì một chút thông số và kỹ thuật thì có thể nói là đây là một chiếc một cỗ máy mà tôi đánh giá là một đối thủ xứng tầm với những cái cỗ máy của Rolex 3235 hiện tại, với chân kính là 31 chân kính, thời lượng dự trữ cót 72 tiếng, hoạt động trên tần số là 28.800 nhịp. Giá hãng nó rơi khoảng tầm là 14.000 USD. Riêng tôi nói đang nói ở góc độ là giá hãng mà chúng ta đang sử dụng một cái chất liệu mới như thế này nhá. Thì mức giá hãng có 10.000 thì tôi nghĩ là giá rất là hợp lý. Tuy nhiên là ở trên thị trường giao dịch quốc tế, nếu như chúng ta tham khảo ở những cái trang quốc tế như là Chrono 24 ấy, thì có mức giá nó dao động khoảng tầm 12.000 USD. Tương đương là chúng ta sẽ đối thủ của chiếc Panerai này đó chính là những chiếc Submariner. Đó, chiếc Submariner. À sorry anh em, một chiếc đồng hồ này tôi chưa nói đến đó chính là cái độ chống nước. Chiếc đồng hồ này có độ chống nước là 300m, tuy nhiên lại nói đến cái vấn đề Submariner, tức là chống nước ngang những chiếc Submariner đấy anh em nhé, chống nước 300m. Đó. Anh em nghĩ như thế nào với một chiếc Panerai Luminor với lớp vỏ Carbotech, với dây là Sporttech, rất nhiều từ tech đúng không ạ? Nào thì anh em hãy cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé.